Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi ạ. Để hôm nay thì chuẩn bị bàn giao chiếc xe Mazda 3 về với bạn học của mình. Thì em quay nhanh về giá bán phiên bản và đặc biệt là cái xe này thì bạn em lên rất nhiều đồ chơi phụ kiện cho xe. Thì đi nhanh về Mazda 3 thì hiện nay Mazda 3 ở Việt Nam đang được bán chính là 3 bản nhé. Bản Deluxe 579 triệu là bản ghế nỉ ạ. Bản Luxury này là 624 triệu và bản Signature là 739 triệu. Giá trên là chưa bao gồm giá biển ạ. Thì với cái Mazda 3 bản Luxury thì sẽ là bản bán tốt nhất. Ghế điện, phanh tay điện tử, auto hold các thứ là mình trang bị đầy đủ rồi. Nó thua với phiên bản cao cấp nhất Signature ở cái Adaptive Cruise Control và cái cảnh báo lệch làn đường cũng như là cam 360. Mâm bánh thì nhỏ hơn một chút ạ. Tuy nhiên thì phải nói với các bác là đa phần Mazda 3 bán là bán bản Luxury ạ. Cái mức giá ra biển hiện tại nó khá dễ chịu với các bác ở tỉnh. Ví dụ như Bắc Ninh bên em thì hoàn thiện đâu đó nó đang dao động vào khoảng 680, hơn 680 một chút ạ. Đó, thì với 680 thì mình có thể vay đâu đó vào khoảng tối thiểu chuẩn bị cho em khoảng 250. Thì hơn 200, 250 một chút là mình có thể lăn bánh cái mẫu xe này rồi. Ok, thì giá bán là như vậy. Khuyến mại thì thời điểm này bên em đang giảm 5 triệu và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ theo xe. Tức là 69 và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì các bác ra biển là khoảng tầm 680, hơn 680 một chút ạ. Nếu mà mình không lấy bảo hiểm thì có thể bọn em cũng giảm về tiền mặt 5 triệu, tức là tổng giảm là 10 triệu. Với anh chị mà mua đợi thuế thì bên em cũng sẵn sàng bán anh chị cái giá này để mình giữ khuyến mại đợi giảm thuế trước bạ. Thì khi mà giảm thuế trước bạ thì cái mức hoàn thiện đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng hơn 650 một chút ạ. Mình được giảm 30 triệu tiền thuế. Thì từ 680 về còn 650. Một mức giá gọi là rất là hợp lý ạ. Thời điểm trước thì xe bán giá 69 ạ. Tuy nhiên thì từ đầu tháng 5 Thaco Việt Nam thì lên giá Mazda 3 Luxury 5 triệu 624 triệu đồng. Tuy nhiên thì mình có một mẫu xe hạng C, phải nói là kích thước ổn, khung gầm động cơ máy 1.5 Skytip và hộp số 6 cấp. Bản này bọn em có lễ chuyển số trên vô lăng rồi, số giả lập 6 cấp thì của Mazda thì các bạn yên tâm. Đó, về cơ bản là như vậy. Thì giá xe cũng rất hợp lý rồi. Em giới thiệu nhanh qua anh chị, cho anh chị mà lần đầu tham khảo tìm hiểu xe. Thì trên phiên bản Luxury này thì mình vẫn sử dụng đèn là đèn bi halogen nhé. Đấy, lưới tản nhiệt đây. Cơ bản thôi, logo thường. Cam này là cam 360 bên em lắp thêm cho khách hàng. Ok, về phần thân xe thì không có gì quá đặc biệt ạ. Đèn chiếu hậu, tích hợp xi nhan, mâm xe thì kích thước vừa phải ạ. Phần đuôi ấy thì bắt đầu từ bản Luxury là mình có cái thanh lướt gió như này, còn bản Deluxe là sẽ không có nhé. Đấy, mình mở cốp thì là ấn dưới logo giúp em. Trên xe thì được trang bị luôn cảm biến sau và camera lùi rồi. Rồi, về phần cốp xe, đây mình có thể thấy cốp của hãng C thì rất sâu rồi. Bên em trang bị luôn là lót cốp cao su này. Đấy, bánh cứu hộ thì ở dưới rồi. Ngoài ra thì mình có một túi dụng cụ cứu hộ. Dây câu đấy ạ. Găng tay, đèn pin cứu hộ rồi thanh chắn. Cơ bản là rất là đầy đủ để mình sử dụng ạ. Rồi, em đi vào nội thất nhé. Xe này thì đa phần là thể hiện ở trong cái nội thất về phụ kiện mà làm thêm. Ok, đầu tiên là mình có ốp chống xước khi mà lên xuống. Ngoài ra là có thảm 6D. Đây, thì thường thì các bác nên trải sàn da trước nhé, rồi dán thảm 6D lên thì sau này vệ sinh các thứ nó sạch, nó hai lớp thì nó sạch. Đây, bọn em trang bị cảm biến áp suất lốp. Loại này là loại màn hình rời và pin mặt trời. Thì
giá cũng mềm thôi, đâu đó tùy vào cái chất lượng pin các bạn. Ok, màn hình hiển thị này. Xe này bên em lên cam 360 quanh xe nhé. Đó, các bác có thể thấy không lắp màn Android. Cái này bọn em đấu cam 360 zin theo màn hình của xe luôn, 8,8 inch. Rồi, điều hòa hai vùng độc lập. Rồi, mình tắt bật điều hòa hai vùng độc lập ạ. Tự động hết rồi, cơ bản là cứ thế là mình sử dụng mình đi thôi. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng đây, phím comment này, thay đổi cái góc nhìn của cam 3 này, phanh tay điện tử auto hold đúng không ạ, chế độ lái, số giả lập và có lễ chuyển số trên vô lăng đấy nhá. Đây ạ. Thì mình khi mà mình sử dụng thì trên vô lăng sẽ trang bị đầy đủ luôn là điều khiển đàm thoại rảnh tay, cruise control và có giới hạn tốc độ lim. Đấy, về cơ bản thì đây là một chiếc xe dễ sử dụng, dễ lái, đặc biệt là chị em. Ok, vừa rồi thì em đã giới thiệu qua chiếc Mazda 3, lên cũng khá khá trang bị. Nếu mà các bác mua xe không không ra biển ở thời điểm này, bên em giảm 5 triệu tặng 1 năm bảo hiểm vỏ có quy đổi, thì mức giá ra biển ở đó khoảng tầm 680. Đấy, phụ kiện mình mà làm nguyên zin một chiếc xe này thì đâu đó khoảng hơn 700 nhé. Anh chị có nhu cầu để alo trực tiếp qua bên em để được tư vấn về mua xe, lái thử cũng như là lãi suất trả góp. Có gì thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp qua line đến kèm trên màn hình giúp em. Xin chào và gặp lại trong những cái video tiếp theo.